chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin tổng hợp tối nay có những nội dung sau đây. Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản hầu tòa vào ngày 10 tháng 8. Công an triệu tập người đàn ông dùng hung khí tấn công hàng xóm ở Hà Nội. Va chạm giữa hai xe khách ở Bình Phước khiến một người chết, hai người bị thương. Ô tô biển Lào gây tai nạn ở Huế, tài xế dương tính với ma túy chơi game 12 tiếng một ngày, nam sinh phải nhập viện tâm thần. Giá vàng hôm nay 25 tháng 7, vàng thế giới tăng lên mức 56,49 triệu đồng một lượng. Đêm nhạc Blackpink vẫn diễn ra tại Hà Nội, dự kiến có 67.000 khán giả. Đội tuyển nữ Việt Nam giữ bí mật chiến thuật trước trận gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Bây giờ là tin chi tiết. Theo thông tin từ Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 10 tháng 8 sẽ xét xử bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng. Ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc bán nhà cho 488 khách hàng nhưng không được cấp sổ đỏ do công trình CT6 Kiến Hưng vi phạm xây dựng nghiêm trọng. Cáo trạng xác định ông Thản thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng. Các bị cáo hầu tòa còn có Nguyễn Duy Uyển, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng Hà Đông, Vương Đăng Quân, cựu phó tránh thanh tra xây dựng quận Hà Đông và các cán bộ Mai Quang Bài, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng và Nguyễn Văn Năm. Hội đồng xét xử vụ án gồm 3 người do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa. Hai kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa. Theo cáo trạng, năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây ra quyết định phê duyệt chi tiết 1 trên 500 dự án CT6 Kiến Hưng gồm 2 tòa nhà cao 31 tầng làm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ. Tòa CT6A có 231 căn hộ và tòa CT6B có 459 căn, khu thấp tầng gồm 15 căn nhà 3 tầng và khu nhà trẻ, mẫu giáo, cây xanh, đường giao thông. Sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chuyển mục đích sử dụng đất, từ tháng 10 năm 2010, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11 năm 2012, công trình hoàn thành và 3 tháng sau đó, chủ đầu tư bàn giao cho các hộ đến sinh sống. Tuy nhiên, thực tế, dự án CT6 Kiến Hưng xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, dự án gồm 3 tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C đều cao 32 tầng, có tổng cộng 1.582 căn hộ, quy hoạch chỉ có 231 căn hộ và gần 500 phòng khách sạn. Do đó đến nay, chỉ có 934 trong số 1.582 căn được cấp sổ đỏ. Các căn hộ được ông Lê Thanh Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch được duyệt, nhưng đã bàn giao thu tiền của khách hàng tổng cộng 488 khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ. Cáo trạng xác định ông Thản thua lời bất chính hơn 480 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 7, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã tiến hành triệu tập ông Nguyễn Xuân Hát, 57 tuổi Hà Nội, liên quan đến vụ việc ông Hát cầm hung khí xông vào nhà tấn công hàng xóm là ông HQL trong nhà có nhiều trẻ nhỏ. Sáng cùng ngày, tổ công tác của công an quận Nam Từ Liêm đã đến chung cư The Light đường Tố Hữu để mời ông Hát về trụ sở làm việc. Trước đó, theo thông tin từ công an phường Trung Văn, đơn vị đã báo cáo lên công an quận Nam Từ Liêm về vụ việc này. Cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu, hồ sơ sức khỏe tâm thần và trao đổi với gia đình ông Hát để có biện pháp quản lý, tránh gây ra hậu quả sau này. Vụ việc xảy ra ngày 21 tháng 7 khi anh L cùng các con đang ở trong nhà tại tầng 6, tòa tháp B chung cư The lai thì ông Hát bất ngờ cầm hung khí xông vào nhà đâm anh L. Nạn nhân may mắn né được cú đâm nhưng sau đó đã phải đưa các con về quê để tránh nguy hiểm. Thông tin từ ban quản trị chung cư Dương Lai cho biết, ông Hát bị nhạy cảm với tiếng ồn và thường không giữ được bình tĩnh khi nghe thấy tiếng ồn to. Trước đó, ông Hát từng có những lần cầm hung khí dọa trẻ nhỏ trong khu chung cư. Chúng tôi đang thu thập hồ sơ, camera của các vụ việc xảy ra trước đây để gửi lên cơ quan chức năng có thẩm quyền, đại diện ban quản trị chung cư Dương Lai cho biết. Sáng ngày 25 tháng 7, Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách trên quốc lộ 14 khiến một người chết, hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 7, xe khách dường nằm mang biển số 81B01447 chưa rõ người điều khiển chở hàng chục hành khách lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Khi xe đến đoạn ấp 4 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, thì tông thẳng vào đuôi xe khách dường nằm biển số 50F04528 đang dừng phía trước. Cú tông mạnh khiến xe khách 81B01447 bị vỡ nát phần đầu. Phụ xe Vũ Trí Thiện, 19 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, tử vong. Hai hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe khách 50F04528 cũng bị hư hỏng nặng phần đuôi. Phụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên hai xe hoảng loạn, la hét. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước có mặt phân luồng để tránh gây ủn tắc giao thông trên quốc lộ 14. Các đơn vị nghiệp vụ khác của công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ ô tô biển Lào gây tai nạn khiến 5 người thương vong, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, qua test nhanh cơ quan công an phát hiện lái xe Phạm Văn Quy, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế dương tính với ma túy. Ngoài ra, theo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông, tại thời điểm gây tai nạn, lái xe Phạm Văn Quy không xuất trình được giấy phép lái xe ô tô. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế xác minh xem lái xe này có bằng lái xe ô tô hay không. Theo đó, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7, Phạm Văn Quy lái ô tô loại sedan 5 chỗ mang biển kiểm soát Lào có số hiệu 2462 đi trên quốc lộ 49 hướng biển Thuận An lên trung tâm thành phố Huế. Khi đến km 7 cộng 600 quốc lộ 49, đoạn qua thôn Dương Nổ Nam, xã Phú Dương, thành phố Huế, thì tông vào anh PL, sinh năm 1987, chú thôn Dương Nổ Nam đang đi bộ theo hướng cùng chiều. Sau đó, ô tô biển số Lào tiếp tục phi lên tông vào xe máy mang bị kiểm soát 75H1-70022 do anh VX sinh năm 1985, chú thôn Phò An, xã Phú Dương, chở theo vợ là chị TT sinh năm 1988, cùng hai con là cháu TV sinh năm 2016 và cháu PT sinh năm 2019. Vụ tai nạn khiến cháu TV 7 tuổi chết tại chỗ, bốn nạn nhân còn lại bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn ô tô biển số Lào chạy với tốc độ rất cao. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy chiếc xe máy bị ô tô kéo lê khỏi vị trí va chạm khoảng gần 100m mà không có vết phanh. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng, các mảnh vỡ xe cùng đồ dùng của các nạn nhân vương vãi khắp nơi. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Long, phòng sử dụng chất và y học hành vi, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đơn vị mới tiếp nhận điều trị PMQ 22 tuổi ở Hà Nội bị nghiện game. Quỳ chơi game liên tục một ngày từ 10 đến 12 tiếng, thậm chí bỏ học chơi cả ngày, không ăn không ngủ. Nam thanh niên vào viện trong tình trạng dễ cáu gắt, đánh mẹ, bỏ ăn và mất ngủ. Quỳ từng là sinh viên khoa Công nghệ Sinh học của Đại học Mở Bố mẹ ly hôn từ khi Nam sinh học lớp 7, hiện anh ở cùng với mẹ. Kinh tế gia đình ở mức trung bình, Quy được nhận xét là người vui vẻ, hòa đồng. Năm lớp 7, Quy bắt đầu chơi game online, ban đầu được bạn bè rủ chơi cùng. Sau đó anh thích thú các trò chơi vì giúp giải tỏa căng thẳng học tập và quen nhiều người hơn. Dần dần Quy dành 10 đến 12 tiếng một ngày để chơi game, thậm chí nhiều hơn, có khi bỏ bữa hoặc chỉ ăn uống qua loa như mì tôm hay nước tăng lực. Thấy con chơi game, mẹ nhiều lần khuyên bảo và tắt máy tính, nhưng phản ứng của Quy là cao gắt, cãi lại mẹ, thậm chí đánh cả mẹ. Quy không còn thích thú với những sở thích cũ của bản thân như đá bóng, trò chuyện với bạn bè, chỉ tập trung vào chơi game. Kết quả học tập dần xa sút từ học lực khá giỏi xuống học lực trung bình. Thử khi thi đỗ đại học, Quy chuyển lên ở trọ cùng với các bạn, mẹ không còn giám sát đôn đốc như trước. Giáo viên ở trường chú ý đến các biểu hiện lạ của nam sinh nên gọi điện báo cho gia đình quy được người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần Trung ương hai đợt, đợt một kéo dài 6 tháng và đợt 2 là 3 tháng. Hai tuần gần đây mẹ thu máy tính không cho nam sinh chơi game, quy liền nặng lời với mẹ, tìm cách trốn ra khỏi nhà. Hai ngày trước vào viện, bệnh nhân buồn chồn, cáo gắt nhiều, đêm ngủ kém, khoảng 2 đến 3 tiếng một đêm, ăn uống kém được mẹ cho nhập viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc, Phó phòng sử dụng chất và y học hành vi, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai thông tin, hiện nay nhận game rất phổ biến, nhất là trong giới trẻ, vì nhu cầu sử dụng Internet là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Những trường hợp nhận game nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Ngoài vấn đề tiếp xúc thường xuyên với Internet và các thiết bị điện tử, nhiều yếu tố khác cũng làm tăng nguy cơ nghiện game như xung đột tâm lý ở tuổi thanh thiếu niên, thiếu địa điểm vui chơi, tự ti về bản thân, sự hấp dẫn của trò chơi, môi trường thiếu sự quản lý của gia đình. Để hạn chế được tình trạng nghiện game, cần phải giải quyết các nguyên nhân và yếu tố tác động như nói trên. Đó là quản lý thời lượng chơi game, ngày thường chỉ được chơi một tiếng, cuối tuần có thể tăng lên 2 tiếng. Những trường hợp chơi game quá 4 tiếng trở lên kèm theo ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe, từ bỏ thói quen sinh hoạt tốt, mất ngủ thường xuyên, ảo tưởng, rối loạn tâm lý thì cần nghĩ ngay đến việc vấn đề bệnh lý để đưa đi khám sớm và được can thiệp và điều trị kịp thời. Ngoài ra, bác sĩ khuyên mọi người cần cải thiện môi trường sống như tăng cường hoạt động vui chơi, các mối quan hệ xã hội và gia đình. Sáng nay ngày 25 tháng 7, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,55 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,15 triệu đồng một lượng, so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, giá vàng SJC giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào nhưng tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,55 đến 67,25 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Tranh lệch giá mua bán vàng Doji đang là 700.000 đồng một lượng. Trong khi đó, sáng ngày 25 tháng 7 giờ Việt Nam, giá vàng giao dịch trên sàn Kiko ở mức 1968,2 đô la Mỹ một ounce, tăng 6,2 đô la Mỹ một ounce so với phiên cuối ngày hôm qua. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ tương đương với 23.825 đồng, giá vàng thế giới tương đương 56,49 triệu đồng một lượng, thấp hơn 10,66 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 25 tháng 7. thưa quý vị và các bạn những ngày qua xuất hiện hàng loạt tin đồn xoay quanh hai đêm diễn của blackpink tại sân vận động quốc gia mỹ đình hà nội gây xôn xao dư luận đặc biệt mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn về sự kiện nhiều khả năng sẽ bị hủy khiến người hâm mộ của bốn cô gái không khỏi lo lắng nhiều người đã hoàn tất các thủ tục mua vé chỉ chờ đến ngày là đi xem theo thông tin chính thức từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chương trình Blackpink vẫn diễn ra như dự kiến trong hai tối 29 và 30 tháng 7 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, dự kiến có khoảng 67.000 vé được phát hành. Sáng nay ngày 25 tháng 7, theo thông tin chính thức từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chương trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 vẫn diễn ra tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 29 và 30 tháng 7. Chương trình này là sự kiện văn hóa mang tính quốc tế có quy mô lớn, nhóm nhạc Blackpink là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu nổi tiếng của Hàn Quốc được giới trẻ yêu thích. Chương trình đã được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới và nếu được tổ chức thành công tại Hà Nội sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Hà Nội, Việt Nam điểm đến an toàn thân thiện của bạn bè thế giới quảng bá du lịch, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam, đồng thời là cơ hội để Hà Nội giao lưu, phát triển công nghiệp văn hóa. Theo nghị quyết 09/NQ-TU của thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để chương trình diễn ra thành công vào ngày 29 tháng 7 với khoảng 36.000 khán giả và ngày 30 tháng 7 với khoảng 31.000 khán giả. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành địa phương, chỉ đạo công an thành phố, Bộ Tư lệnh thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, Sở Y tế xây dựng phương án đảm bảo y tế phòng chống dịch, bên cạnh đó hỗ trợ khán giả bằng cách cung cấp thông tin về các quy định, hướng dẫn cần thiết khi khán giả tham gia chương trình. Trước đó, chiều 20 tháng 7, IME Việt Nam đơn vị tổ chức show đưa thông báo xác nhận hai đêm nhạc Blackpink tại Hà Nội sẽ diễn ra với quy mô tương tự như các buổi biểu diễn khác trên toàn cầu. Phí ban tổ chức của concert Blackpink cho biết, với mong muốn mang đến những trải nghiệm bất ngờ và đáng nhớ cho khán giả ở mỗi đất nước mà nhóm nhạc đặt chân đến, thông tin về chương trình biểu diễn luôn được giữ bí mật tuyệt đối. Một trong những điều đặc biệt mà người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng đó chính là những phần biểu diễn encore hoặc sân khấu đặc biệt như concert tại Amsterdam. Các Blinks đã thực sự mãn nhãn với các màn trình diễn dành riêng cho mùa Giáng sinh. Đặc biệt, Việt Nam được khẳng định là điểm dừng chân cuối cùng của chiến lưu diễn vòng quanh thế giới 2023 của Blackpink tại châu Á. Đáng chú ý, ngoài các phần biểu diễn nhóm thì phía ban tổ chức còn tiết lộ có những màn trình diễn solo của từng thành viên. Đây được xem là một chủ đề hấp dẫn đối với khán giả Việt bởi bốn cô gái nhà YG Entertainment đang có những sản phẩm riêng mang đậm dấu ấn cá nhân. Bên cạnh những thông tin như đã được tiết lộ, để đáp ứng danh sách dài những tiêu chuẩn quốc tế nói trên, ban tổ chức chương trình đã tập hợp một đội ngũ với ekip chuyên gia quốc tế hàng đầu đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Singapore và Thái Lan để cùng với các chuyên gia hàng đầu Việt Nam đảm bảo làm chủ một khối lượng thiết bị khổng lồ với 80% được nhập từ nước ngoài nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất. Điều này khẳng định ban tổ chức hướng tới việc mang đến cho khán giả Việt Nam một chương trình tại Hà Nội có chất lượng tương đồng với bất kỳ địa điểm tổ chức nào khác của Bon Ping trên toàn thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 25 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân tập chính thức Fred Taylor Park để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai World Cup nữ 2023. Buổi tập này sẽ diễn ra vào buổi chiều giờ New Zealand sau khi các cầu thủ được nghỉ ngơi trọn vẹn buổi sáng. Đáng chú ý, buổi tập hôm nay của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là buổi tập kín không có hoạt động tác nghiệp của phóng viên cũng như sự có mặt của các cổ động viên. Huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam có sự tập trung cao nhất cho trận đấu phía trước. Sau những gì đã diễn ra ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha là đối thủ đội tuyển nữ Việt Nam có thể hy vọng ghi được những bàn thắng trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn là có điểm số trong lần đầu tiên dự World Cup. Buổi tập ngày hôm nay cũng là buổi cuối cùng đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Auckland. Ngày mai ngày 26 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ di chuyển đến Hamilton, thành phố sẽ tổ chức trận đấu đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7. Các bạn vừa xem bản tin tổng hợp tối, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.